Cái con đường mà tu gọi là tu hạnh đầu đà thì đó là một cái pháp hạnh là đặc biệt, phải là mình phải là đầu tiên trong thế gian là mình phải sống giản dị trước, nghĩa là mình có gì ăn nấy thôi. Ví dụ như là vợ nấu canh bầu hoặc là luộc bầu chấm với xì dầu thì mình cũng vui lòng mình ăn, nên là cái ý niệm đầu tiên. Rồi thì ví dụ như một ngày đôi lúc đi làm thì cũng uống miếng nước đi làm thôi, cái trưa về hoặc là trưa cái vợ hoặc con mình á, cái mang ra đồng cho mình một ít cơm hoặc là một ít khoai thì mình thọ như đó thôi. Rồi chiều về nhiều lúc á không có gì ăn thì thôi, thì vô tình làm mình rèn luyện cái cách giản dị từ những kiếp xa xưa rồi. Rồi ví dụ như mặc á, thì mình mặc đơn giản thôi. Ví dụ như vợ sắm cho mình chiếc áo không quan trọng, miễn cần vợ sắm là mình mặc thôi. Ví dụ lỡ chật một chút mình cũng không có lấy, cái đó làm khó chịu. Hoặc là cái màu sắc á, mà nhiều lúc nó không đắt mắt mà mình vẫn thấy bình thường. Hình như trong trái tim của mình á, mặc là để kín thân thôi, ấm áp thôi, chứ không có xe xui trưng diện sắc màu đẹp xấu. Và nhà cũng vậy, ví dụ như có một ngôi nhà để mình chui ra chui vào, mình sống mỗi ngày đầm ấm ở trong cái gia đình là được. Chứ tư tưởng của mình thì không có nói cái loại cột này là gỗ này là nó không chắc, nó không bền mà tôi không thích, tôi phải tìm cái loại gỗ tôi thích, gỗ xưa, gỗ mun gì đó, gỗ bằng lăng gì đó, mình chọn rồi mình đi tìm muôn nơi cho ra cái sắc màu, rồi cái gỗ đó rồi mình mới đem về, rồi thợ rồi mình cũng lựa cái người thợ đúng ý mình nữa. Ta đến người ta làm mà không đúng ý cái mình cho người ta nghĩ, rồi mình khó chịu. Lúc mà xây dựng thì mình đứng mình coi từng đường bay, từng nét chỉ, từng viên gạch, từng cây cột nó xéo một chút, nó chịch một chút, nó không vừa ý là mình sửa, mình đập ra. Thì cái hạnh như vậy thì không thể sau này trở thành một nhà sư đầu đà được. Ngược lại là mình thấy ôi ông thợ ông làm gì đâu mà từ sáng đến trưa mà nhìn mồ hôi của ông chảy đầm đìa, mình thì cũng chỉ muốn có một cái chỗ để thờ ông bà và ngủ nghỉ sống chung với nhau trong cái tổ ấm là được rồi. Thôi anh mệt rồi anh nghỉ đi. Thì cái người này đó sau này thì khi mà tiếp xúc với lại Phật Pháp á, thì tự dưng mình cảm thấy cái nhà sư mà đơn giản á, thì mình quý. Có gì cũng ăn được đơn giản, không có mà xe xua. Chứ mình thấy cái nhà sư đi chân đất cái mình thích, thấy nhà sư đầu đội trời mình cũng ưa, tại nó hợp với lại tâm ý của mình. Ra mình vô trong một cái chỗ đạo tràng thì nhà chùa đó nghèo quá, ăn rau luộc. Mà mình từ xưa ngoài đời những kiếp trước mình cũng giống vậy. Ngày nay mình bằng lòng mình ngồi xuống á, mình lặt rau, mình luộc rau, rồi mình đi lùm củi, rồi mình cùng nấu với sư rồi mình dùng. Nhưng mà nếu mình sống trong cái sự mà sung sướng á, thì có một tín chủ đó đến chùa thì thấy chùa không có mấy cái đệm để quỳ thì tín chủ đó không chịu. Bảo là trong chánh điện thì phải có mấy cái đệm, mấy cái thảm để người ta quỳ, người ta lễ. Thì tín chủ đó nói chùa mà dơ giấy thì tín chủ đi tìm những cái nơi nào tôn nghiêm sạch sẽ hơn, thì tín chủ lại thấy bằng lòng. Thì tín chủ này sẽ hợp lại những nhà sư bình thường khác. Còn cái người mà tu hành đầu đà thì tự dưng á, họ thấy cái chùa đất, cái ông Phật đất, rồi cái chánh điện xi măng cũng dơ đất không à, mà họ thấy vừa lòng họ. Thì sau này là họ đi tu thì họ dễ ngã về cái hạnh đầu đà. Đấy, tức là phải có cái nhân từ rất nhiều rồi. Thì khi mà vô tu hạnh đầu đà thì dĩ nhiên là bắt đầu cứ lụm mấy cái miếng vải nó bay bay ở trên lề đường mà người ta quất á, rồi khâu lại rồi thành một chiếc y là đắp thôi. Thì người ta có cái nhân rồi, cái chủng tử rồi. Còn mình thấy nó dơ, mình thấy nó dơ lắm, phải sạch sẽ. Nên cái người mà tu cái hạnh đầu đà đó, họ mới đủ khả năng, họ ở trong nghĩa địa, họ ở trong Gò Mã,
mà họ không cảm thấy sợ. Bởi vì cái cát bụi, cái dơ bẩn, luôn cả những linh hồn trong thế gian này, họ đều ôm ấp, họ đều yêu thương. Còn mình người phàm tục á, thì dù cha mẹ mình mà chết mình cũng sợ. Riêng Ngài Ca Diếp á, và Ngài A Nan, thì hai người này chính là những người mà sau này kế thừa cái sự nghiệp của Đức Phật, và cũng là những con người sống lâu nhất trong hệ thống tăng đoàn của Đức Phật, thọ tới 120 tuổi. Ngài Ca Diếp đặc biệt được mệnh danh là đầu đà đệ nhất, tức là khổ hạnh đệ nhất. Ngài Ca Diếp chính là người mà lùm y phấn tảo ở trong nghĩa địa mà về đâu lại thành y để mặc. Ngài Ca Diếp cũng chính là người chỉ ngủ trong nghĩa địa và ngủ ngồi chứ không có nằm. Ngài Ca Diếp cũng là người là tu khổ hạnh đầu đà bậc nhất trong thời Đức Phật, mà cũng là cái người mà được Đức Phật tôn quý vô cùng vô tận. Ca ngợi Ngài Ca Diếp tương đương giống như mình thì chỉ có Ngài Ca Diếp mà thôi. Có một lần đó Đức Phật đang ngồi giảng pháp, cái lời Ngài Ca Diếp từ đâu Ngài tới. Thì do mặc y phấn tảo và không có tắm rửa, ngày xưa cái thời Ấn Độ Đức Phật không cho phép chư tăng đi tắm nhiều, vì cái con sông Hằng đó nó có cái đoạn là dành cho người thường, nó có cái đoạn là dành cho các bà la môn giáo, và nó có một cái đoạn là dành cho vua chúa. Nếu như các sư mà không khéo nhảy xuống tắm lộn chỗ thì không có nên. Cho nên Đức Thế Tôn thường là không cho phép các vị tu sĩ tắm nhiều, trong khi mà tu cái hạnh đầu đà thì lại không tắm rửa luôn. Vì vậy cho nên là cái mùi xú ế á, thường là nó sẽ bay ra nhiều hơn các bậc sư bình thường. Và ngồi trong nghĩa địa mà mặc y rách rưới, ăn toàn là cái thức ăn mà dơ bẩn nữa. Ngài Ca Diếp đặc biệt là toàn đi khất thực mấy cái chỗ nhà mà tương đối nghèo khổ, chứ Ngài cũng không có màng đến cái chuyện ăn uống nhiều. Cho nên khi mà Ngài xuất hiện trong một cái pháp đàm của Đức Phật ấy, thì các vị tỳ kheo có vẻ khinh thường. Có rất nhiều vị là chê bai Ngài Ca Diếp dơ bẩn, lề xòe, xệ xòa, không có trang nghiêm. Nên là người ta cũng không muốn cho Ngài Ca Diếp là ngồi mấy cái chỗ mà hiện diện trước mặt của Đức Thế Tôn, bởi vì sợ ảnh hưởng Đức Thế Tôn. Cũng là cái lòng tôn kính của Phật thôi, nhưng mà cũng dường như là thiếu tệ giác và hơi thần tượng quá đáng đó. Thì có những người họ cũng như là có cái tính cách khinh thường Ngài Ca Diếp, yêu cầu Ngài Ca Diếp đi ra bề kia này, ngồi xa xa hơn chút để khỏi phóng cái mùi dơ bẩn vào trong tăng đoàn. Thì có một sự kiện cực kỳ đặc biệt là Đức Thế Tôn im lặng và Ngài nhìn thẳng vào tăng đoàn, và sau đó Ngài nhìn thẳng vào Ngài Ca Diếp luôn, và Ngài nói là này Ca Diếp, hãy đến đây ngồi chung với ta. Người ta gọi là nhường nửa tòa, nhưng mà thực tế là Đức Phật nhìn chích qua một bên để nhường cái chỗ Đức Phật đang ngồi cho Ngài Ca Diếp. Trường hợp này là tương kính với nhau, tương đồng với nhau về tâm hạnh, về trí tuệ, về sự chứng đạo. Ngoài đời là về mà gọi là quyền lực á, thì mới được ngồi chung trong một tòa, một ghế. Còn nếu mà thấp bậc hơn á, hoặc phân biệt, thì chúng ta sẽ có người ngồi trên, người ngồi dưới. Trong trường hợp Ngài Ca Diếp mà được Đức Thế Tôn mời ngồi chung một pháp tòa, thì suốt một cuộc đời hành đạo của Đức Thế Tôn, duy nhất chỉ có một mình Ngài Ca Diếp thôi nha. Và lúc bấy giờ trong buổi pháp tọa này, Đức Thế Tôn cũng là lần đầu tiên ca ngợi về Ngài Ca Diếp, về cái hạnh đức của Ngài. Và Ngài có nói rằng là cái sức ảnh hưởng của Ngài Ca Diếp, cái sự tu hành của Ngài Ca Diếp và cái sự ngộ chứng của Ngài Ca Diếp đồng như cái sự ngộ chứng của Đức Phật. Trong một lần đó, cũng là một lần Đức Thế Tôn nói pháp tại hội Linh Sơn á, thì Đức Thế Tôn cầm một cành hoa sen, nhưng mà Đức Thế Tôn không nói gì cả. Đức Thế Tôn chỉ cầm một cành hoa sen, Đức Thế Tôn giơ lên cao như thế này. Thế là cả hội chúng lúc bấy giờ không ai hiểu gì hết á. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau hoặc là nhìn thẳng vào Đức Phật, mà tự đặt là không hiểu Đức Phật đang điểm thị về điều gì. Thì ở dưới pháp tòa, Ngài Ca Diếp á, nhìn thẳng vào Đức Phật mỉm cười. Và đây là một câu nói của Đức Thế Tôn mà hiện giờ sư đang nói, mà cả người của đạo là
rung chuyển luôn á. Là câu nói mà đỉnh của Đức Thế Tôn trong Thiền Tông Phật Giáo, sau này là Thiền Tông Phật Giáo, nhất là Tổ Sư Thiền, là họ lấy cái câu nói này của Đức Thế Tôn để đẻ, để sanh ra một cái pháp Thiền Tông của Phật Giáo sau này tại Trung Quốc rất là nổi tiếng. Việt Nam mình có cố Đại Lão Hòa Thượng, Hòa Thượng Di Lực ở Việt Nam mình, là một trong những người là diễn dương cái Thiền Tông này. Và Hòa Thượng đã viên tịch rồi. Bây giờ tông phái của Hòa Thượng cũng vẫn đang hành đạo và đang truyền thừa cái tư tưởng này. Khi mà Đức Thế Tôn giơ cành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười, thì lúc đó Đức Thế Tôn có nói là: ta có chánh pháp nhạn tạng, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nay xin phó chúc cho ông. Và đó là một trong những người đệ tử của Đức Phật được truyền thừa tâm ấn về Thiền Tông sau này. Và hiện tại lúc đó cũng duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp là được truyền. Mặc dù là Ngài Ca Diếp gặp Đức Thế Tôn muộn, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có thể gặp Đức Thế Tôn trước, và thậm chí nhưng năm anh em của Ngài A Nhã Kiều Trần Như đã từng được Đức Thế Tôn giảng pháp đầu tiên luôn. Phải tính từ những vị này là những vị trưởng lão mà gọi là đệ tử đầu tiên của Đức Phật, nhưng mà sắp xếp theo mà gọi là người mà chứng đạo, người mà có khả năng hành đạo, thì phải sắp xếp từ Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Tuy nhiên người mà có thể mà nắm được yếu chỉ của Đức Phật lại là Hành Đầu Đà, là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp rất là tuyệt vời. Trong một lần mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi á, thì là Đức Thế Tôn phải đợi Ngài Ca Diếp xuất hiện rồi Ngài mới thật sự là vào vô dương Niết Bàn.